các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học cách khởi tạo Design Option, cách thức sử dụng Design Option trong Revit. Nội dung bài học sẽ bao gồm hướng dẫn khởi tạo Design Option trong Revit như thế nào, thiết lập các phương án thiết kế và cách thức sử dụng Design Option trong thiết kế. Quay trở lại với môi giao diện của Revit khi chúng ta mở ra. Ở đây mình sẽ bắt đầu một dự án mới nhé. Cái này thì chắc các bạn biết rồi. Chúng ta cùng kích vào New. Chúng ta chọn cái template mà mình cung cấp cho các bạn. Mình kích vào Create New Project và mình OK. Thì trong cái bài học trước ấy, thì mình đã giới thiệu qua cho các bạn về cái sức mạnh của Design Option rồi. Và như bạn biết rằng ấy, trong quá trình chúng ta thiết kế thì cái việc mà chúng ta có nhiều phương án, có 2, 3, 4 phương án trong một cái công trình, một cái dự án là chuyện rất là thường xuyên xảy ra. Và điều cái cốt lõi làm sao có thể sử dụng được nhiều phương án đấy và các phương án chúng ta đều có những cái phân tích, những cái trình bày một cách tốt nhất thì trong Revit nó hỗ trợ chúng ta làm điều này. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để khởi tạo cái Design Option. Thì khi các bạn bắt đầu một cái dự án mới trong Revit ấy, thì nó cái chế độ Design Option nó không được khởi tạo. Nếu các bạn không khởi tạo thì nó chỉ đơn thuần là chúng ta lấy file Revit và dựng lên một công trình thôi, một phương án thôi. Còn nếu bạn nào mà không biết thì chỉ có 3 phương án thì dựng bằng 3 file Revit thì sẽ là rất là mất công. Đấy. Sau này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để khai thác sức mạnh của Design Option này nhá. Rồi, thì để làm sao để bắt đầu nè. Thì các bạn sẽ vào menu và các bạn sẽ thấy có bộ công cụ Design Option ở đây. Hoặc các bạn sẽ để ý phía xuống phía dưới góc màn hình thì các bộ công cụ Design Option nó nằm dưới này. Và các bạn thấy rằng hiện tại cái chữ những cái dòng chữ này nó đang mờ đi vì chưa được kích hoạt. Các bạn có thể kích hoạt chế độ Design Option bằng cách các bạn kích vào đây. Hoặc các bạn kích vào đây. Kích vào hai chỗ thì như nhau thôi, mình sẽ kích vào nhá. Mình kích vào này. Đấy. Thì bạn thấy đây là cái bảng Design Option. Rồi ạ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn những cái nội dung trong cái bảng này nhá. Cái khái niệm đầu tiên các bạn cần biết đó là khái niệm main model. Khái niệm main model này nó áp dụng như thế nào? Đó là những trong cái phương án trong quá trình chúng ta thiết kế thì sẽ có những đối tượng mà nó sẽ không bao giờ thay đổi. Nó sẽ là luôn luôn như vậy trong tất cả các phương án. Đúng nhỉ? Chỉ có các phương án là thiết kế là nó có thay đổi thôi. Còn những cái giữ, cái vững, cái không bao giờ thay đổi như là những vấn đề như là hiện trạng này, những cái vấn đề mà những cái đối tượng xung quanh, ví dụ như những cái tòa nhà xung quanh hoặc là những cái đối tượng, những cái bức tường, những cái đối tượng mà không được phá dỡ, nó có sẵn trong hiện trạng mà chúng ta vẫn phải tuân theo quá trình thiết kế thì nó là main model. Được chưa? Thì các bạn lưu ý cho mình, đây là cái chế độ này. Và phía bên này các bạn sẽ thấy tiếp có các mục, đó là mục Edit, thì cái này là mục chỉnh sửa này. Và ở dưới này nó sẽ có hai mục, là mục Option Set và mục Option. Option Set là gì? Option Set chính là những bộ phương án. Đấy, bộ phương án là như thế nào nhỉ? Bộ phương án ở đây có nghĩa là ví dụ trong cái dự án của các bạn có hai tòa nhà A và B. Tòa nhà A có hai phương án thiết kế, tòa nhà B cũng có hai phương án thiết kế. Thì Option Set chính là tổ hợp bộ phương án thiết kế của tòa A. Đấy, và Option Set tổ hợp bộ phương án thiết kế của tòa nhà B. Có nghĩa là Option Set chính là cái phân chia các hạng mục để chúng ta phân ra các phương án. Hoặc ví dụ mình lấy một cái ví dụ khác nhé. Ví dụ như các bạn thiết kế trong một cái chung cư, một cái tòa nhà cao tầng chẳng hạn, thì nó có khối đế đúng không? Và nó có khối chung cư. Thì khối đế người ta cũng sẽ có 1, 2, 3 phương án. Khối chung cư người ta cũng sẽ có 1, 2, 3 phương án. Đấy, thì khối đế nó sẽ là một option set và khối chung cư nó sẽ là một option set. Đúng nhỉ? Đấy. Còn phía dưới này nó sẽ có option. Option tức là các phương án. Ví dụ trong option set 1 nó sẽ có phương án 1, phương án 2. Trong option set 2 có phương án 1, phương án 2. Ví dụ như là trong phương án khối đế có option 1, option 2. Trong phương án chung cư có option 1, option 2. Bạn hiểu chưa? Thì cái option set là cái to, còn option chính là các phương án. Do khi chúng ta khởi tạo thì option thì nó chưa có một option set và option nào cả, nên các bạn thấy hiện tại nó đang trắng trơn. Đấy, thì bây giờ giả sử trong cái dự án của mình nó sẽ không có quá nhiều option set, nó chỉ là chúng ta sẽ thiết kế một cái tòa nhà, một cái căn hộ chung cư chẳng hạn.
thì chúng ta sẽ chỉ có một option set mà thôi. Đấy, mình sẽ kích vào new thì ngay lập tức chúng ta sẽ có một option set này. Trong option set này nó ngay lập tức nó sẽ cũng tạo cho chúng ta một cái option là một cái phương án. Và các bạn ví dụ trong cái option set này các bạn kích vào đây thì các bạn có thể rename nó, giả sử mình đổi tên cho nó thành là phương án chung cư. Đấy, được chưa? Được chưa? Rồi thì option 1 này, ngoài ra các bạn thấy nó sẽ có các cái nút khác như là nút new, tức là nếu các bạn tạo thêm một option set nữa, giả sử phương án option set đó là khối đế, ví dụ thế, ví dụ đây khối đế này, đúng không? Rename, đổi tên cho nó. Giả sử như các bạn đã thử thiết lập một tòa nhà cao tầng nhé, phương án khối văn khối thương mại. Đấy, được chưa? Rồi ạ. Còn cái asset primary này thì các bạn tạm thời bỏ qua. Nó nút delete là chúng ta sẽ xóa đi nó thôi, được chưa? Còn phía dưới quan trọng là cái option này chính là các phương án của chúng ta. Thì các bạn có thể trong cái option set phương án chung cư này chúng ta tạo ra một cái phương án mới nữa, giả sử phương án 1. Rename nó. Đổi tên thành tiếng Việt đi, phương án 1. Đấy. Và chúng ta chọn cái này là phương án 2. Đã xong. Các bạn thấy không? Và tương tự thôi, khối thương mại các bạn có thể new phương án 1, phương án 2 của khối thương mại. Được chưa nhỉ? Đấy. Ở đây nó cũng sẽ có duplicate để nhân bản. Đấy, nghĩa là nếu các bạn đã có một phương án rồi thì các bạn có thể nhân bản một cái phương án mới từ cái phương án đấy. Đấy, thì cái này nó ít khi chúng ta sử dụng. Rồi, qua cái nút cuối cùng là nút delete thôi. Giả sử trong cái khóa học này nhé, chúng ta sẽ chỉ làm đúng một cái là phương án chung cư thôi nhé. Còn cái khối thương mại thì chúng ta không dùng thì các bạn có thể delete nó đi. Hoặc các bạn có thể chọn đây, delete. Chọn đây, xóa nó đi. À, cái này thì không xóa nữa đâu nhé. Mà chúng ta muốn xóa luôn thì phải chọn cái này này. Và chúng ta delete. Yes. Đấy. Ok chưa? Đấy. Thì chúng ta đã khởi tạo xong cái design option rồi đấy ạ. Ngoài ra thì trong này nó sẽ có một cái gọi là cái primary này, thì mình sẽ giải thích cho bạn primary sau nhá, được chưa? Còn đây cái bộ công cụ edit này thì các bạn chưa cần quan tâm, mình kích vào close. Đấy, ok, cái design option đã được khởi tạo và ngay lập tức cái này đó các bạn đã thấy nó sáng lên rồi, các bạn kích vào đây này. Đấy, các bạn thấy chưa, cái nó sẽ phân ra chúng ta phương án 1 này, phương án 2. Đấy, ok chưa? Và các bạn sẽ như mình nói, các bạn sẽ thấy này, ở đây nó sẽ có hai cái và ba cái, bao gồm main model phương án 1 và phương án 2. Trong đó phương án 1, phương án 2 là về tính chất là như nhau, nó chỉ phân ra giữa main model phương án 1 và phương án. Thì như mình nói, phương án, main model là những cái không thay đổi, những cái hiện trạng, những cái không bao giờ thay đổi cho các phương án. Còn phương án 1, phương án 2 chính là các phương án thiết kế của bạn. Rồi, bây giờ các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Và hy vọng là các bạn hiểu rồi nha. Bây giờ thì cách thức design option làm việc như thế nào thì rất là đơn giản thôi. Về bản chất, đúng không, khi các bạn dùng một cái phần mềm 3D để dựng hình hoặc thiết kế đi, thì các bạn sẽ dựng hình trên cái nếu các bạn không kích hoạt chế độ design option thì các bạn cứ thế mới dựng thôi. Chỉ có một cái điều đặc khác biệt giữa bên design option, đó là khi các bạn làm việc với design option ấy, thì nếu các bạn những cái gì mà nó là hiện trạng thì khi các bạn dựng hình nó lên thì các bạn để nó ở chế độ main model, tức là các bạn để đây này, để main model rồi các bạn dựng. Giả sử xung quanh nó có những cái gì đấy, giả sử nó có những cái bức tường này, ví dụ thế. Đấy, thì những cái này người ta gọi là main model. Đấy, cái này là cái hiện trạng. Còn cái gì liên quan đến phương án, ví dụ mình bắt đầu dựng đến phương án 1 thì chúng ta sẽ chọn phương án 1 này, kích xuống đây các bạn chọn đây nhá. Được chưa? Các bạn phải chọn đây rồi các bạn dựng. Đấy, các bạn dựng. Đấy, giả sử phần công trình của mình nó nằm đây chẳng hạn. Được chưa? Đấy, ví dụ thế, ở đây mình tạm qua qua cho các bạn hiểu thôi đấy nhá. Đấy, giả sử công trình của tôi phương án 1 như thế này. Đấy. Các bạn có thể dựng dựng anything, dựng tất cả rất nhiều thứ, bất cứ thứ gì đây để hoàn thành cái phương án 1 thiết kế các bạn. Và sau khi các bạn dựng xong phương án 1 rồi, thì các bạn có thể sang làm tiếp phương án 2. Thì để các bạn muốn dựng phương án 2 thì các bạn phải vào đây.
Đấy, thì các bạn ngay lập tức bạn thấy này, khi chúng ta làm việc trong phương án thì những cái đối tượng main model sẽ không chọn được, bởi vì nó sẽ không thể tác động đến những đối tượng hiện trạng trong phương án. Và khi chúng ta làm ở phương án này thì đối tượng ở phương án kia nó sẽ bị mất đi, chúng ta sẽ không thể thấy nó, bởi vì đơn giản đấy, không bao giờ có thể là có hai phương án cùng hiển thị được, đúng nhỉ? Không bao giờ chúng ta vẽ chồng hai phương án lên một tờ đúng không, trong cùng một view đúng không? Thế nên nó bị ẩn đi. Và khi các bạn chọn phương án 2 thì nó sẽ ẩn đi phương án 1. Và bây giờ các bạn chỉ việc chúng ta dựng về phương án 2, giả sử phương án 2 tôi như này. Đấy. Ví dụ thế. Bạn hiểu nhỉ? Đấy. Thì về bản chất khi làm việc với design option, các bạn chỉ cần lưu ý đó là khi chúng ta đang vẽ phương án nào thì chúng ta phải chọn nó ở đây thôi. Chỉ cần hiểu như thế mà thôi. Được chưa? Đấy, rất là đơn giản. Đấy. Và cứ như vậy các bạn sẽ, khi các bạn làm việc kiếm và các bạn thay đổi giữa hai phương án này và giữa main model để chúng ta tiến hành vẽ, chỉ có thế thôi, nó rất đơn giản thế thôi. Được chưa? Thì đấy là cách thức của design option hoạt động trong Revit. Như vậy trong cái bài học ngày hôm nay, mình đã hướng dẫn các bạn khởi tạo design option, thiết lập các phương án thiết kế và cách thức design option được sử dụng trong Revit. Trong các bài học sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn có các cái công cụ chỉnh sửa design option để phục sử dụng design option trong quá trình chúng ta thiết kế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.